Bộ Quốc phòng Brazil cho biết, cùng với vụ bắt giữ trên, quân đội nước này đã triển khai hơn 800 hoạt động dập lửa trên bộ và trên không. Trong khi đó, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ và Tổ chức Phi Chính phủ Bảo tồn Quốc tế cam kết giải ngân 500 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn các khu rừng nhiệt đới, trong đó có rừng Amazon. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ cháy nghiêm trọng tại nhiều nơi trong rừng Amazon, gây ảnh hưởng tới khu vực được coi là lá phổi xanh của hành tinh, cung cấp khoảng 20% lượng oxy cho trái đất. Trong tháng 8 vừa qua, số vụ cháy rừng ở Amazon được ghi nhận ở mức kỷ lục hơn 30.900 vụ, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà khoa học và các tổ chức bảo vệ môi trường lo ngại, những vụ cháy rừng Amazon sẽ khiến cuộc khủng hoảng về biến đổi khí hậu hiện nay thêm trầm trọng, đe dọa đến đa dạng sinh học.